Chào các bạn, trong buổi học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau đi ôn tập lại một số kiến thức của phân môn luyện từ và câu lớp 4. Bài đầu tiên của chúng ta có tên là Cấu tạo của tiếng. Chúng mình cùng đi vào phần 1, nhận xét. 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. À, các bạn lưu ý giúp cô, mỗi lần chúng ta nói, chúng ta phát âm ra là chúng ta đã nói một tiếng rồi. Ví dụ cô nói này, vậy là cô đã nói một tiếng, tiếng của cô là tiếng này. Hay cô nói chào bạn, vậy là cô đã phát âm ra hai tiếng, tiếng chào và tiếng bạn. Vậy các bạn hãy đếm giúp cô trong câu tục ngữ này có tất cả bao nhiêu tiếng nhé. À, cô sẽ dùng dấu gạch chéo để phân tách giữa các tiếng với nhau. Bây giờ cô và các bạn hãy cùng nhau đếm xem câu tục ngữ này có tất cả bao nhiêu tiếng nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vậy câu tục ngữ này có 14 tiếng. Vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau đếm được trong câu tục ngữ này có 14 tiếng. Bây giờ cô mời các bạn cùng chuyển sang phần 2, đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó. Các bạn hãy đánh vần tiếng bầu và ghi ra giấy cách đánh vần tiếng bầu cho cô nhé. Tiếng bầu được đánh vần như sau. Bầu, bờ âu bâu huyền bầu. Dựa vào cách đánh vần này, các bạn hãy suy nghĩ giúp cô xem tiếng bầu do những bộ phận nào cấu tạo thành nhé. À, tiếng bầu của chúng ta được cấu tạo bởi 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất đó là âm đầu, bờ. Bộ phận thứ hai là phần vần, âu. Và bộ phận thứ ba là thanh, huyền. Vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau đi phân tích tiếng bầu. Dựa vào cách phân tích tiếng bầu, cô mời các bạn cùng chuyển sang phần 4, phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét: A. Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu? B. Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu? Trong câu tục ngữ trên có 14 tiếng, cô và các bạn đã cùng nhau phân tích tiếng bầu. Tiếng bầu thì gồm có bộ phận âm đầu là bờ, vần, âu và thanh, huyền. Tương tự như tiếng bầu, các bạn hãy cùng cô phân tích 13 tiếng còn lại nhé. Cô có tiếng ơi. Cô đố các bạn, âm đầu của tiếng ơi là gì? Tiếng ơi của cô có âm đầu không? À, tiếng ơi không có âm đầu các bạn nhé. Vậy thì chúng mình sẽ để trống. Vậy tiếng ơi có phần vần là vần ơi. Và thanh ở đây là thanh, thanh ngang. Các bạn có còn nhớ trong tiếng Việt của chúng ta có tất cả bao nhiêu dấu thanh không? Trong tiếng Việt của chúng ta có tất cả 6 dấu thanh. Đó là thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng và thanh ngang. Trong đó, thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi và thanh ngã thì được đánh ở phía bên trên của tiếng. Thanh nặng thì được đánh ở phía bên dưới của tiếng. Riêng có thanh ngang thì chúng ta không cần đánh dấu thanh các bạn nhé. Vậy, tiếng thương có âm đầu là? À, âm đầu thờ. Vân, ương, thanh, ngang. Tiếng lấy có âm đầu là l, vân, ây và thanh, sắc. Tiếng bí có âm đầu là bờ, vân, y, thanh, sắc. Tiếng cùng âm đầu là
cờ, vân, ung, thanh, huyền. Tiếng tuy, âm đầu, tờ, vân, uy, thanh, ngang. Tiếng rằng, âm đầu là r, vân, ăn, thanh, huyền. Tiếng khác, âm đầu là khờ, vân, ác, thanh, sắc. Tiếng giống, âm đầu là di, vân, ông, thanh, sắc. Tiếng nhưng, âm đầu là nhờ, vân, ưng, thanh, ngang. Tiếng trung, âm đầu là chờ, vân, ung, thanh, ngang. Tiếng một, âm đầu là mờ, vân, ốt, thanh, nặng. Tiếng dàn, âm đầu là di, vân, an, thanh, huyền. Chúng mình đã phân tích được cấu tạo của từng tiếng. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho cô. Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu là những tiếng nào? Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu là thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, dàn. Vậy, tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu là tiếng nào? Ta có tiếng ơi. Tiếng ơi không có âm đầu các bạn nhé. Dựa vào cách phân tích các tiếng, các bạn hãy làm cho cô bài tập sau. Cho các tiếng núi, sông, quả, ầm, ý, ỉ, ạch, hoa, la, nhà. Câu 1. Những tiếng nào có cấu tạo đủ 3 bộ phận giống tiếng bầu? Các bạn hãy suy nghĩ và viết ra giấy cho cô những tiếng có đủ 3 bộ phận như tiếng bầu nhé. Các tiếng có đủ 3 bộ phận giống tiếng bầu là núi. Tiếng núi có âm đầu n, vần, ui, thanh, sắc. Tiếng sông, quả, hoa, la. Tiếng la có âm đầu là l, vân, a, thanh, ngang. Và tiếng nhà. Câu 2. Những tiếng nào có cấu tạo chỉ gồm 2 bộ phận giống tiếng ơi? Các tiếng có cấu tạo gồm 2 bộ phận giống tiếng ơi là ầm. Tiếng ầm không có âm đầu. Tiếng ầm có vần âm và thanh huyền. Ý, ì, ạch. Vậy các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho cô. Mỗi tiếng thường do mấy bộ phận cấu tạo thành? Mỗi tiếng thường do 3 bộ phận cấu thành các bạn nhé. Bộ phận thứ nhất là âm đầu. Bộ phận thứ hai là vần. Và bộ phận thứ ba là thanh. Ví dụ, các tiếng như tiếng mây, cỏ, lá, gà, táo, đào, diều, vân vân. Tiếng mây có âm đầu m, vần ây và thanh ngang. Tương tự, các bạn hãy phân tích cho cô các tiếng còn lại nhé. Cô đố các bạn,
Hai bộ phận bắt buộc phải có trong một tiếng là hai bộ phận nào? Hai bộ phận bắt buộc phải có trong một tiếng là vần, thanh. Có tiếng không có âm đầu, ví dụ ổi, à, ơi. Tiếng ổi không có âm đầu, tiếng ổi có vần ôi và thanh hỏi. Tương tự như vậy, các bạn hãy tìm cho cô các ví dụ về tiếng có đủ 3 bộ phận giống như tiếng bầu và tiếng chỉ có 2 bộ phận giống như tiếng ơi nhé. Cô mời các em cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 3, trong những tiếng cô cho ở trên, những tiếng nào có nghĩa rõ ràng? Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô những tiếng nào khi chúng ta đọc, khi chúng ta nói đến, chúng ta lại hình dung ra được, liên tưởng đến được hình ảnh của nó. Những tiếng có nghĩa rõ ràng là núi. Khi ta nói đến núi, chúng ta có thể hình dung ra được ngay những ngọn núi rất là cao và trên đó có thể trồng nhiều cây xanh. Sông. Nói đến sông, chúng ta có thể hình dung ra ngay được dòng chảy có rất là nhiều nước và trên đó có thể có rất là nhiều thuyền bè đi lại. Quả. Nói tới quả, chúng ta sẽ nghĩ ngay ra được rất là nhiều loại quả, trong đó có những loại quả mà chúng ta rất thích ăn. Hoa. Nói đến hoa, chúng ta có thể hình dung ra được rất là nhiều loài hoa đủ màu sắc, trong đó có những loài hoa mà chúng ta yêu thích. Nhà. Nói đến nhà, chúng ta hình dung ngay ra được ngôi nhà mà chúng ta yêu thích, ngôi nhà của chúng ta. Trong những tiếng trên thì những tiếng nào có nghĩa không rõ ràng? Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu số 4 này nhé. Những tiếng có nghĩa không rõ ràng là ầm, ý, ì, ạch, la. Những tiếng này là những tiếng có nghĩa không rõ ràng. Chúng mình hãy suy nghĩ và cho cô biết em có nhận xét gì về nghĩa của tiếng. Tiếng có thể có nghĩa rõ ràng hoặc không rõ ràng các em nhé. Qua bài học này chúng ta cần nhớ những nội dung sau. 2. Ghi nhớ. 1. Mỗi tiếng thường do 3 bộ phận âm đầu, vần, thanh cấu tạo thành. 2. Tiếng nào cũng bắt buộc phải có vần và thanh, bộ phận âm đầu không bắt buộc nên có tiếng không có âm đầu. 3. Tiếng có thể có nghĩa rõ ràng hoặc không rõ ràng. Cô mời các bạn cùng chuyển sang phần 3, luyện tập. 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Các bạn hãy đếm xem câu tục ngữ này có tất cả bao nhiêu tiếng và phân tích các bộ phận của từng tiếng đó giúp cô nhé. Tiếng đầu tiên, tiếng nhiễu, âm đầu, nhờ, vần, yêu, thanh, ngã. Tiếng điều, âm đầu, đờ, vần, yêu, thanh, huyền. Tiếng phủ, âm đầu, phờ, vần, u, thanh, hỏi. Tiếng lấy, âm đầu, lờ, vần, ây, thanh, sắc. Tiếng giá, âm đầu, di, vần, a, thanh, sắc. Tiếng gương, âm đầu, g, vần, ương, thanh, ngang. Tiếng người, âm đầu, ngờ, vần, ươi, thanh, huyền. Tiếng trong, âm đầu, chờ, vần, ong, thanh,
Ngang. Tiếng một, âm đầu mờ, vần ốt, thanh nặng. Tiếng nước, âm đầu nờ, vần ước, thanh sắc. Tiếng phải, âm đầu phờ, vần ai, thanh hỏi. Tiếng thương, âm đầu thờ, vần ương, thanh ngang. Tiếng nhau, âm đầu nhờ, vần au, thanh ngang. Tiếng cùng, âm đầu cờ, vần thanh huyền. Vậy là cô và các bạn đã cùng nhau đi phân tích cấu tạo của 14 tiếng trong câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Cô mời các bạn cùng chuyển sang phần 2. 2. Giải câu đố: để nguyên lấp lánh trên trời, bớt đầu thành chỗ cá bơi hàng ngày. Đố các bạn đây là tiếng gì? 5 giây cho các bạn suy nghĩ và trả lời. Hết thời gian. Đây là tiếng sao. Để nguyên thì sao chính là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà chúng ta thường thấy vào ban đêm. Và bớt đầu ở đây có nghĩa là bớt âm đầu sờ. Ta sẽ còn lại vần ao. Ao là nơi mà chúng ta thường nuôi và thả cá. Vậy tiếng mà để nguyên đó là tiếng sao. Qua bài học ngày hôm nay, các bạn cần ghi nhớ giúp cô: tiếng thường do 3 bộ phận cấu tạo thành, đó là âm đầu, vần và thanh. Ví dụ như hoa, gạo, nở, đỏ, rực, một, góc, trời, vân vân. Đây là các tiếng có đủ cả 3 bộ phận. 2 bộ phận bắt buộc phải có trong một tiếng, đó là phần vần và thanh. Có những tiếng không có âm đầu bởi vì âm đầu là bộ phận không bắt buộc. Ví dụ như tiếng áo, ô, ú, òa, vân vân. Tiếng có thể có nghĩa rõ ràng như là bà, cho, bé, quả, táo, hoặc không rõ ràng như tấp, nập, náo, vân vân. Tiếng là đơn vị để cấu tạo nên từ. Vậy từ thì gồm có những loại nào? Cô mời các bạn cùng tìm hiểu trong các bài học tiếp theo của cô nhé. Bài học ngày hôm nay của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.